nào thôi. Cái tiền đâu rồi? Sao đây là hoa xin phút thân này trợ thương trình này. Đồ bếp đi. Cái này bạn. Bạn đã cho cái gì đó.
tiền mình sẽ có cơ hội mà bán tiếp cơ. Nó không cần phải là đôi đôi đã đẹp thì hoa mỹ làm gì, nó đã chắc là được đấy, giống như anh em chị nào giờ bỏ hết tiền.